cha như Thái Sơn cao bao tầng. Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến, ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Thời nay đang đau.
hiện tại kim sinh vi bồ tát ba tư ba ư tiền nọ yết về nhật ư thiết đi về chúng sinh nhâm chính giác chi môn độ hộ tu đạt bồ đề chi nọ hà ma thị giữa phạm thị sở y nguyễn ma thị thanh hợp y đồng y toàn ca dương một quyến y đồng nhân lương yêu hồn đúng khởi trai liên thường bí mật chi chân chân thiên chứng mê đồ chi hiểm y ai
Trần văn quyết đi nguyện hữu liên phạm tiến dũng phạm tiến thủy phạm tiến mỹ nguyện đi ba thông nguyện thị mai nguyện ba tùng nguyện ba lộc nguyện tiến chiến trần thị linh trần văn chiến phạm thị điệp lành thị hậu nguyễn thị hà nguyễn hữu duy nguyễn thị nết nguyễn thị thu nguyễn thị trang nguyễn tiến việt thị nguyễn ngọc linh trần thị thu hương trần thị nhung nguyễn đăng hiếu nguyễn gia bình nguyễn đăng ba nguyễn đăng lượng nguyễn đăng liên nguyễn thị diệu trần thị hồng phạm văn đỏ hợp đi đồng toàn chư gia chư nhân quyến đồng ân ân cần từ sức phục vì cầu sam chính tiến đi phạm tiến đi phô chân linh nguyên thương mạnh sinh ngư kỳ mùi liên lương nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng cứu thập tứ thế đại hàn tư nhâm thìn niên nhi chính nguyệt nhị thập ngũ nhật nhi thời mệnh trung kiếm thì vụ tiến đi phạm tiến đi mạnh chất linh nguyên thương mệnh sinh ất xỉu niên nương nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng thập bát thế đại hàn tư nhâm ngọ niên tám nguyệt nhị thập nhị nhật thời tạo vong kiếm thì hồ tiến ca tiên tiền tổ phạm ca tiên ni tổ cung thịnh phạm tiến ni phố chân linh phạm thị thuẫn chân linh phạm thị tiến trưởng chân linh phạm tiến ni khóa chân linh ông vệ môn chân linh bà vệ môn chân linh bà thời chân linh cô thi chân linh bà mùa chân linh anh xót chân linh bà ngật chân linh bà cô tổ phạm thị tiệm chân linh phạm thị thành chân linh chú phạm thị tiến đi đỏ chân linh ông nguyễn đi công tưởng chân linh đồ văn vinh chân linh hồ bạc vì gia tiên tiền tổ phạm gia tiên tổ cao cao tăng tổ hào cao cao tăng tổ thị cao tăng tổ hào cao tăng tổ thị ba thúc huynh đệ cô đi thì muội bà cô ông mạnh cô bé tại gia cậu bé tại gia hữu danh vô vị hữu vị vô danh hồ gặp nhất thiết nhất vị đẳng chư chân linh đồng thượng trại viên quân siêu tình thành di nguyện hào gạch minh dương quân tiêu tình thể thì âm hồn ẩn vô kim hà tài dẫn sao nhà hoa mang bia sau chẳng gặp lực dĩ kiếp linh tiểu trai đàn như đính đáp đăng không ai cho tình chất môn tiên đường đi ngang hàng đà chất môn cần hướng chỉ nhà cậu bất bức nghỉ thanh phong minh nguyên đại buồn buồn độc lộ nhập vô sinh ê nam mô
thiên tần năm tứ kiểu kinh sư diệt là định dự tiếp phong linh thủy phật tuyên kinh triệu linh cấp đi mã quy âm thụ điệp thí thực cô hồn nguyện cầu ông siêu dương khánh quân an lợi sự kim thần để trai chủ phạm tiến đi mày phạm tiến đi phương hoàng thị nụ nguyễn thị liễu phạm thị phê phạm tiến đi tỏ chất linh nguyễn đi công trưởng chất linh đỗ văn định chất linh hồ gặp là tiên tiền đồ phạm là tiên đi tổ nhất có thiết thiệt thị đẳng tư chân thơ linh đồng dòng trái viên quân siêu định thành nghề thiết đơn niệm chân thơ linh tiền sinh dương thế mà chi hiện các chi thương một hồ âm tư hạ chất thăng trầm chi độ dụng thân thiết bạc dụng trọng siêu thăng hàn tú kim nguyệt các lực thủy vận tiền long định lưu ra xứng hải kiến trai đàn nhất duyên chu viên y tám kỳ gia thiên lý đó chính bảo ra môn như các thánh bản đàn thần sa môn bắt thử ngay từ thần án đau hòa phục hành phát sự giữa bằng pháp luật tiếp trận linh hồn khu khổ phát y siêu thăng kỳ ngàn vì tiểu tập hành cũng điệp nhất đạo thượng đàn thành hoàng chúa giả chi hồn giám thần án hạng thu cất phát đường sự dĩ cẩn vật từ tâm khai báo chư tư ứng phù hợp thường siêu phát tiền điện chính tiếp phong hồn rồi có trai đàn lĩnh chiêm công đức nhưng những sở đại trị tư chi sứ bất đắc vọng sinh trở ngại chi tâm điệp giáo phục hành hộ trì công đức cố điệp hữu điệp vọng hành hoàng chúa giả chi hồn giám thần án hạ thi ai thế đối nhân thịt nhiên tam nguyện hợp và lưỡng nhật thời điểm tương đàn pháp sự thần sa môn tăng phục hành Thank you.
Thank you.
con phải thành ý tinh kiệt đồng minh chư Phật thị rồi đồng tu đường tứ hương nghi thân tự nghi bằng pháp thì quan thấy đàn tràng nhất tích tài dương lòng quên công thiết Phật giáo tạm thực hiện sai tích là nơi vẫn viên trì đồng Bồ Tát, nghe hành đường ngài, ngóng khí ngóng người đốc quyền trường nương mô
lưu vân tam nhau và mừng hồ pháp khi đã đốn tiên bồ tát thị thập ngũ về người á đàn nhân là nam bát ta vì hồ giáo là nam kiến tôn anh dung mô hà tam đà Thank you.
Thank you.
tiền kia có không còn giờ được thân người đã khác thế nào xong tiền thế tiếc thay vong linh hồn sớm bỏ cõi trần dù áo về tây một giấc ngủ say nghìn năm vĩnh biệt nghĩ mà thương tiếc nhớ đến cổ lao con cháu đưa vào cửa từ tiễn bạt nhà hương truyền đạt triệu thịnh phong huy hôn trên trần hoàng không lại hoàng không rũ tay áo về trong cực lạc chi một phút sau khi hồn thác nghìn năm sau thân phát tan tành trong công kính nhiên triệu hồn trước già nhờ diệu lực tam tôn sau phải có thân thân ngôn bí mật nghe lời và long đông kiếm hoa gây mặt để hồng về sau những thương đang cùng nhau sum họp đem nhị hoa chắc chắn gót tô đầy đưa tô cả mặt dày cái con hớn hở vui vầy thành thơi cuộc đời ngào ngạt có mà đâu một lát lìa tan gió mưa già dạ kêu tràn gặp cơn bão táp lạc đàn bay đi đời đời người sinh ký tự quy trăm năm nào có khác gì đàn ông cuộc đời đây có bài không thấy ra đang thấp thoáng bóng hồng rộng rộng xa vậy lại có bốn câu thơ thân rằng thân thân người chẳng khác cái thân ông sớm tối lượt quanh trốn bụi hồng kiếm lừa trong hoa về làm mật gặp cơn bão tố thế là xong đốn đốn sao trần thế vẫn trổ tây quy nhập nhập tức tức bất bất hồi thiên thu vĩnh vĩnh biệt tư niệm cũ nào đặc thân thứ tiến tiến ba ba ư thì phần hương đương công triệu triệu thỉnh các chư vị chân chân minh minh duy duy nguyệt đương trên không triệu chân chân linh xin mong hồn nhớ thuở thương tình phách giang lúc bình sinh ngày trước nhờ pháp lực cao xa đón rước đội phật ân dẫn bước hồn về ba miệng duyên rũ sạch như ly đến cửa phật quỳ siêu thoát nghe lời quả pháp luật triệu thứ hai đại hạn nay thì các tự thi hỡi thương ơi nhân toàn
tứ kiều hôm nay. Cháu con thiết lập đàn này đổ vong, từ ngày hôm xuống ngâm cung lòng chúng con khắc khoải nhớ nhung đêm đi ngày. Cho đến giờ hoàn đạt chay trước thời cúng tổ sau thầy tiếp linh thỉnh vân vân kinh nguyện cầu cho ông già vạn sinh thiên đường thời thương ơi thời già theo tổng lễ thường sống sao thác vậy âm dương ly đồng linh lớn đĩa muối tỏ lòng nghĩ công dưỡng dục cũng không sanh gì ân ân cha nghĩa mẹ một khi cháu con họ dễ lấy gì báo ân kể từ tổ phụ xe duyên cha mẹ các hợp bạch niên chung mây tuy tuy rằng khó nhọc đây trời cha đã chịu những đắng cay trong lòng gió mưa sấm chớp bão bùng nhà tranh bách đất cơm sung sung cháo dần đôi nhân khổ vì giặc giã của tiền cướp đi lại còn vất vả vì cầu nguyện cho cha được phù trì cháu con sinh ngày đêm tần tảo sớm hôm chiên cần nghề chắc chiêu nhường nhịn bữa ăn chăm chút ngon ngọt khuyên ra đủ điều trời đông giá dẹp em hấp nhiều khăn quàng áo mặc biệt biệt nhiều cũng ngày hà sang nóng bụng phát sinh tay quạt con mắt nhọc mình kể chi chẳng 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 may con đổ một khi cha liền vội vã chạy đi